Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần 20 năm, tại sân vận động Hà Tĩnh, các cầu thủ Hà Tĩnh đã giành cúp vô địch giải bóng đá U18 quốc gia. Điều thú vị là ngay tại trận đấu câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp đội bóng An Giang diễn ra mới đây, tại khán đài của sân vận động Hà Tĩnh, chúng tôi đã có cơ hội gặp lại các lứa cầu thủ U16, U18 ngày nào để nghe họ chia sẻ về những cảm xúc ngày trở lại chào lửa này. Chào anh Văn Hương, xin anh có thể chia sẻ cảm xúc của anh vào 20 năm ngày trở lại sân vận động Hà Tĩnh. Sau 20 năm trở lại sân bóng, lời đầu tiên là cảm ơn ban lãnh đạo và đội bóng đã có dịp mời anh. Thì anh rất bồi hồi và rất cảm xúc vì cách đây 20 năm. Tuy nhiên thì như anh đã từng đảo vô địch giải U18 toàn quốc, thì anh trở lại đấy anh rất hồi hộp và được ngồi trên khán đài này xem đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đá. Anh Huy Tiến, đã 20 năm trôi qua nhưng cái khoảnh khắc mà anh cùng đồng đội giành chiến thắng thì chắc là sẽ còn in đậm trong tâm trí của mình. Anh có thể chia sẻ cảm xúc vào thời điểm đó được không ạ? Thực ra là khi anh tham gia một lần đầu tiên được tham gia cái giải bóng đá của các lứa U á, trước sau 20 năm quay lại đấy thì cái cảm giác lúc mà chiến thắng thì rất là vui. Tại vì được toàn bộ là mà rất là sướng, được toàn bộ là người con Hà Tĩnh, là khán giả Hà Tĩnh đã ủng hộ đồng hành với anh em cầu thủ, nên là cái cảm giác mà nhà anh vô địch cách đây 20 năm là không thể tả nổi, rất là vui, rất là sướng. Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì đang thi đấu khá ấn tượng, anh có nhận xét gì về lứa cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện nay ạ? Thực ra cũng khá lâu rồi anh mới có dịp xem lại bóng đá, cũng là sau 20 năm thì Hà Tĩnh mới có lẽ có đội bóng. Thì thực ra cái lứa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện nay thì đầu tư rất là bài bản, nên là được tập luyện, có điều kiện cơ sở vật chất hơn so với lứa cầu thủ anh ngoài hồi, nên là thấy lứa cầu thủ này cũng rất là đều, rất khá năng nổ, nhiệt tình. Vâng, thưa quý vị, ngoài những cựu cầu thủ năm xưa của Hà Tĩnh thì ngay bên cạnh tôi lúc này đây là một cổ động viên đặc biệt, người mà cách đây 20 năm đã cùng với hàng ngàn khán giả đến cổ vũ để đội U18 giành được chức vô địch. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngay lúc này được không ạ? Tôi cũng là một cổ động viên của cách đây 20 năm đã chứng kiến các trận đấu rất đỉnh cao ở tại chung kết U16 và U18 của Hà Tĩnh cách đây 20 năm. Thì tôi cảm thấy rất là tự hào, rất là vui là khi đã chứng kiến được cái niềm đam mê bóng đá của người dân Hà Tĩnh cách đây 20 năm. Và bây giờ cũng vậy, bây giờ hôm nay là tại sân Hà Tĩnh thì với trận mở màn của với đá với An Giang thì tôi thấy khán giả đến tại sân rất là đông, cũng là tái hiện lại cái những trận cầu đỉnh cao ở cách đây 20 năm trước. Thì tôi cảm thấy rất là vui mừng vì người Hà Tĩnh là có một niềm đam mê về bóng đá và một sự hâm mộ, gọi là hâm mộ nhiệt tình. Cách đây 20 năm, các cầu thủ Hà Tĩnh đã giành chiến thắng trước đội bóng Nam Định với tỷ số 3-1. Hiện nay, Hà Tĩnh đã có một đội bóng chuyên nghiệp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia. Với sự đầu tư bài bản, dàn cầu thủ thi đấu xuất sắc và sự tiếp lửa, nhiệt tình ủng hộ của hàng ngàn cổ động viên Hà Tĩnh, hy vọng thời gian tới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thi đấu thăng hoa và giành quyền thăng hạng lên sân chơi V-League.